Đầu tiên đi thì khi mà bạn xây dựng một VPN thì bạn cứ tưởng tượng như đó cái việc mà bạn đang xây dựng mini site vậy. Thì ý là bên đây mình muốn nói rằng là bạn muốn cố gắng là xây dựng cái website, cái VPN của bạn như một cái website mà bạn đang muốn SEO cụ thể. Thì khi mà bạn có một cái mindset như vậy á, thì nó sẽ giúp bạn đỡ rất cho bạn rất rất là nhiều. Tất nhiên rằng là nó sẽ không có quá là chất lượng như cái mini site, như cái trang web chính thống mà bạn đang muốn SEO, nhưng mà nó cũng sẽ phải chất lượng để cho câu chuyện nó thúc đẩy nhanh chóng cái gọi là cái quá trình mà bạn SEO lên để tăng độ hiệu quả. Thứ hai nữa là trong câu chuyện rằng là nó giúp cho bên phía bạn nó bền vững và lâu dài hơn, thì hai yếu tố rất là quan trọng. Thành ra bạn không hề nghĩ rằng là mình có thể áp dụng duplicate content, nghĩa là content bị copy, mọi người copy content thành cái BBM và những thứ tương tự, thì đừng có nghĩ tới câu chuyện đó. Hãy sử dụng những content chất lượng, những content mà nó tốt và BBM của bạn nó được chăm sóc, nó cũng đầu tư kỹ càng nữa, thì đâu có chuyện về bên phía web cái BBM của bạn. Thứ hai nữa, những bài viết của bạn á, đôi khi nó không cũng có gọi là không có chất lượng bằng như bên phía Monetize, nhưng mà ít ra nó cũng phải chất lượng như mình nói. Nghe, bài viết của bạn có thể không chất lượng bằng Monetize. Ví dụ bài viết Monetize bạn viết 5.000 chữ đi hẹn, thì BBM bạn viết 1.500 thôi, nhưng mà ý là nó cũng vẫn là câu chuyện chất lượng. Thứ ba nữa, đây là một cái chết người mà mình thấy hầu hết tất cả các BBM ở trên Việt Nam thiếu, và các website thiếu, và cũng như bị Google nó phạt rất là nhiều luôn, và thậm chí mất index luôn. Đó là việc là BBM thiếu traffic. Nếu BBM của bạn thiếu traffic thì đây là một những lý do gây lên một cái gọi là hiện tượng cực kỳ chết người trong gọi là BBM. Thì khi á, mà BBM bạn thiếu traffic, thậm chí cái bài viết mà của bạn đặt link cho bạn mà SEO á, cái bài viết cụ thể đó nó cũng cần có traffic. Từ đây á, mà cái backlink đó, nó được click vô, nó có sự tương tác của người dùng vô là thứ nhất. Thứ hai nữa là câu chuyện là bởi vì nó có sự tương tác vô, thành ra là cái traffic nó mạnh hơn, ý là cái backlink nó mạnh hơn bởi vì có traffic tương tác với backlink đó. Và thứ ba là nó bền vững hơn rất là nhiều. Thứ tư nữa là bạn sẽ muốn giảm thiểu footprint xuống nhiều nhất có thể. Thì thứ năm nữa là bạn sẽ muốn dẫn cái link juice nhiều nhất tới gọi là cái bài viết mà bạn đang chứa cái backlink tới cái trang web của bạn. Và thứ sáu nữa là bạn nên sử dụng cái ad tag hiệu quả. Thì như cái bài trước thì về bên GTV mình cũng đã nói rồi, thì bạn nên sử dụng những cái ad tag mà từ khóa chính xác tới với gọi là các BBM mạnh nhất thôi. Đây mình sẽ cho bạn ví dụ một số BBM, ví dụ đây là một BBM của bên phía mình đi chẳng hạn. Thì đầu tiên bạn thấy rằng BBM này mình sẽ xây dựng cứ như là một cái website bình thường thật, và BBM này thậm chí là nó có rất là nhiều traffic, ví dụ như BBM này có tầm 12.400 traffic lận. Và ví dụ một cái BBM khác, ví dụ mình cho bạn coi attackvietnam.vn, nó cũng khoảng 3.900 traffic lận. Và thật ra cái này nó chỉ xây dựng mình chỉ mất khoảng đó gần 20 bài viết để mình xây dựng lên thôi, và đôi khi có khoảng một vài con mình 10 bài viết hay 5 bài viết, tối thiểu 5 bài viết nha, thì đã đủ lên top rất là nhiều rồi. Như bạn thấy chẳng hạn như mình bấm site shopify.com thì có trả kết quả có 54 kết quả à, nhưng mà chất trong bài viết đây mình viết khoảng đâu đó 20 bài viết, khoảng 20 bài viết 20 đến 30 bài viết à. Ví dụ apptech.vn chẳng hạn cũng có khoảng 59 kết quả trả về thôi, nếu mà sử dụng cú pháp site chấm gì đó thì bài viết khoảng đó cũng khoảng 20 bài viết gì à. Và hầu hết bài viết mà nó có traffic chỉ có khoảng tới đó 5 đến 10 bài viết mà nó có traffic nhiều ở trong cái là cái website này thôi. Và đó là cái phần mà mình sẽ nói ở những câu chuyện tiếp theo, ở trong phần chiến lược tiếp theo mình sẽ nói. Thứ hai nữa là bạn thấy rằng là bạn sẽ muốn dẫn cái link juice nhiều nhất về tới bài viết có backlink tới mình inside. Ví dụ như ở đây chẳng hạn như mình đang muốn SEO từ khóa là dịch vụ thiết kế website đi, hay thiết kế website đi, nhưng mà thấy bài viết cái trang web của mình dịch vụ thiết kế website chuẩn SEO gì đó là dịch vụ thiết kế web đi, hiện tại nó có 4.700 traffic và nó mới lên top bắt đầu khoảng cuối tháng 8 cho đến đây, và liên tục tăng trưởng. Thì từ khóa của mình hiện tại là ví dụ như bạn hãy check out thiết kế website top 6, thiết kế web top 7, thiết kế web cũng top 8, thiết kế web ở đây có dấu là top 4 đi chẳng hạn, đó rất là nhiều từ. Ví dụ dịch vụ thiết kế website của mình thì top 3 đi đó, mình ví dụ vậy. Thì nó chỉ tới từ một cái link duy nhất là cái streamhub.com này. Thì bằng cách rằng là trang chủ của streamhub.com thường á, BBN nha, là cái nơi mà nó có nhiều gọi là bên phía link juice nhất, có là nhiều cái dòng chảy sức mạnh về nhất,
Thành ra mình sẽ muốn gắn cái backlink nó ở trên trang chủ, như bạn thấy đây nó có nhánh thiết kế website dịch vụ SEO ở ngay trên trang chủ của thằng này, bởi vì thằng này nó sẽ nhiều cái link juice nhất, nhiều cái dòng chảy sức mạnh đổ về đây nhất, và mình có thể chỉnh một số cái liên quan trong nội dung bài viết để mình chọn về hai trang web này thì chính mà mình SEO. Từ đây mà dòng chảy sức mạnh sẽ đổ về rất là nhiều cho hai hàng này. Làm sao á mà bạn biết được trang nào có nhiều sức mạnh nhất? Rất là đơn giản, bạn như mình vô trong web này hàng suyhoc.com đi, sau đó bạn sẽ bấm best buy link. Best buy link có nghĩa là nó sẽ bắt đầu nó thể hiện ra các cái nội dung trang ở trên website streamhub.com này, nội dung trang nào đang chứa cái gọi là UR nhiều nhất, UR UL rating á, hay là reference domain nhiều nhất, thì có nghĩa rằng là nó sẽ chứa được nhiều cái link siêu nhiều nhất tới trang đó. Như bạn thấy thằng này 108 reference domain là ở dưới chỉ có 21111 gì thôi, mà cách nhau rất là cao và UR nó 35 lần, thành ra là cái dòng chảy sức mạnh ở đây nó nhiều nhất. Thứ hai nữa, bởi vì nó là trang chủ, và thường BBN thì toàn bộ link juice nó đổ về trang chủ rất là nhiều, bởi vì nó trang chủ, thành ra như bạn thấy chẳng hạn như nó sẽ có liên kết nội bộ là cái logo này để ở đầu trang, thành ra vô bất kỳ một trang nào thì người dùng hay là bên phía dòng chảy sức mạnh đều đổ về trang chủ ra. Từ đây mà dòng trang chủ nó có thể đổ về cái trang mà mình mong muốn SEO đó, bên trang streamhub.com và chỉ những BBN khác cũng vậy của bên phía mình. Thì tất nhiên mình cũng sẽ số một trường hợp khác để mình set up cho bạn, ở đó là những cái video sau thì mình nói về cụ thể đi cụ thể cái chính xác cái gọi là cái bên phía bạn chơi bạn hiểu về câu chuyện setup. Rồi mình sẽ cho bạn ví dụ vì sử dụng ăn contact hiệu quả đi, như bởi vì thằng này thằng mạnh nhất của mình streamhub.com là thằng rất là mạnh, và thứ hai nữa là trang gtvso.com mình như bạn thấy thì nó đúng một backlink thôi, và backlink này chọn từ trang streamhub.com, thì thành ra là mình sẽ muốn dùng ăn contact chính xác luôn là bên phía thiết kế website để thúc đẩy cái thằng này lên như bạn thấy, và ra cái link này nó mới được gắn vào khoảng 17 tháng 8 thôi, thành ra nó sẽ chưa có hiệu quả mấy. Mà nó thường á link để nó phản ứng cái độ hiệu quả tốt nhất á thì nó phải mất từ 30 ngày đến 60 ngày lận. Có nghĩa là bạn gắn cái link đi thì khi mà Google Index là ngày 27 tháng 9 đi hạn, thì đôi khi đến ngày 27 tháng 10 hay khoảng từ 27 tháng 10 cho đến khoảng 27 tháng 11 đó, thì cái đoạn đó thì bạn mới thấy được rõ về câu chuyện là cái backlink nó là hiệu quả, nó gây ảnh hưởng ra sao. Thì đó về câu chuyện backlink, Google đều muốn kìm hãm với tốc độ tăng trưởng và tốc độ truyền tải sức mạnh của cái dòng link đó, là bạn lưu ý. Rồi ở video sau thì mình sẽ nói cụ thể cho bạn rõ hơn về cái gọi là cái chiến lược CBBN nó hiệu quả, về việc mình sẽ up như thế nào và tư duy sẽ up mình ra sao.